Bệnh chết nhanh, chết chậm trên cây hồ tiêu. Một loại bệnh được ví như căn bệnh nani trên cây tiêu. Loại bệnh này đã khiến cho hàng nghìn vườn tiêu trên cả nước bị chết trội. Nhiều nông dân trắng tay. Thế nhưng, nếu như người trồng tiêu áp dụng những biện pháp phòng ngừa, hoàn toàn có thể hạn chế tác hại của bệnh này. Trong chương trình hôm nay, chuyên gia sẽ hướng dẫn bà con cách phòng trị bệnh chết nhanh chết chậm trên cây hồ tiêu. Phần 1. Nguyên nhân, triệu chứng và đặc điểm gây hại của bệnh chết nhanh chết chậm trên cây tiêu. Bệnh chết nhanh, nguyên nhân do nấm Phytophthora gây ra, trong đó hai loài nấm Phytophthora tropicalis và Phytophthora capici gây hại nặng. Cây hồ tiêu trước mặt tôi đây là nó đang bị chết nhanh. Đấy, thì triệu chứng chết nhanh thì do một loài nấm Phytophthora, thì trong đó có hai loài chủ lực, đó là Phytophthora tropicalis và Phytophthora capsis. Đấy. Thế thì cái biểu hiện chung của Phytophthora gây hại trên cây hồ tiêu thì khi mà nó xâm nhiễm ấy và đến giai đoạn nặng thì nó là gây chết ấy, thì thân cây hồ tiêu nó có biểu hiện bị thối đen. Đây là một cái đoạn cành thân tiêu sau khi bị chết bởi Phytophthora thì nó có biểu hiện màu đen như thế này. Đối với bệnh chết nhanh thì nó có hai biểu hiện. Một là chết rụi và rụng hết lá xuống gốc. Còn cái một loại khác nữa là chết là đứng cây và lá vẫn còn nguyên trên cây. Đến rễ hồ tiêu thì nấm Phytophthora nó tấn công vào các cái vết thương. Chính cái yếu tố mà rễ hồ tiêu, thân hồ tiêu hoặc là những cái cành sát đất mà khi bị tổn thương thì đó là cái điều kiện thuận lợi để mà Phytophthora nó bám vào và nó gây tổn thương. Thì ở đây bà con thấy vì sao cái cây tiêu này nó chết, bà con thấy ở ngoài thì cao hơn phía trong. Như vậy thì nước mưa nó lại bao nhiêu nó đổ dồn hết về gốc tiêu thì tạo điều kiện thuận lợi cho Phytophthora phát triển và gây chết cho cây hồ tiêu. Bệnh chết chậm, nguyên nhân do sự kết hợp gây hại của tuyến trùng và một số nấm trong đất gây ra, một số loài tuyến trùng nội ký sinh, ngoại ký sinh gây ra. Đây là những cái triệu chứng ví dụ bà con thấy toàn thân tiêu là nó vàng dần từ dưới gốc lên đến ngọn. Và đến cái biểu hiện đối với cây này thì hiện nay là biểu hiện rất nặng rồi. Bởi vì bà con thấy là hầu như lá rụng vàng và rụng. Và một số đầu cành là nó đã không còn lá và bắt đầu nó thao khớp. Và một trong những cái lá còn lại trên cây thì có nhiều lá nó có biểu hiện nấm thán thư. Thế thì vì sao mà những cây tiêu bị bệnh chết chậm mà nếu như giai đoạn nó càng ngày càng nặng thì chính cái bệnh thán thư này nó tấn công trên lá hồ tiêu rất nhiều. Thế thì cái biểu hiện mà khi cây tiêu nó bị tổn thương bộ rễ do tuyến trùng, ví dụ như paralenchus hoặc là meloi hoặc là roti hoặc là rệp sáp. Thì ở đây bà con chúng ta thấy này, ở dưới gốc tiêu đây, thì đây là có biểu hiện của rệp sáp. Và đặc biệt, vừa rệp sáp vừa tuyến trùng, ở đây là có rệp sáp màu trắng. Thứ hai là có tuyến trùng là u sưng của rễ hồ tiêu. Vậy thì cái u sưng này chủ yếu là meloi, hay còn gọi là tuyến trùng nội ký sinh. Tức là nó ăn ở luôn và nó xây nhà, xây tổ, nó đẻ trứng trong này. Thì nó tạo ra cái rễ của chúng nó càng ngày càng phình ra. Và chính những cái vết thương này khi nó gây tổn thương của rễ thì cây tiêu không lấy được dinh dưỡng. Không lấy được dinh dưỡng thì cái khả năng nuôi cây, nuôi lá, nuôi cành nó sẽ giảm sút theo cấp độ hư hại của rễ. Và càng hư hại bao nhiêu của rễ nhiều bấy nhiêu thì lá tiêu, cành tiêu nó càng nhanh chóng vàng và nó thao khớp và bị nấm thán thư tấn công bởi vì sức đề kháng của cây tiêu giảm sút. Phần 2. Biện pháp quản lý bệnh chết nhanh chết chậm trên cây tiêu. Phòng bệnh cho vườn tiêu. Để phòng bệnh cho vườn tiêu phải tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc và thu hoạch hồ tiêu do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành.
Đối với vườn hồ tiêu trồng trong vườn cà phê, tuân thủ theo quy trình trồng sen của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong đó chú trọng một số biện pháp liên quan trực tiếp đến bệnh chết nhanh, chết chậm. Giống tiêu, trồng mới, chọn trồng các giống tiêu có năng suất cao ít nhiễm bệnh như giống tiêu trùng lá lớn, tiêu trùng lá vừa, tiêu sẻ lá lớn. Nhân giống, chỉ sử dụng hom giống khỏe từ những cây không bị bệnh, nguồn đất làm bầu lấy từ vườn không bị bệnh, phơi hoặc sấy khô trộn với phân chuồng hoại mục và chế phẩm sinh học có chứa vi sinh vật có ích như nấm đối kháng Trichoderma và thảo mộc từ tuyến trùng chứa các hoạt chất Safoni để xử lý nguồn bệnh. Sau đây, chuyên gia sẽ hướng dẫn bà con về biện pháp canh tác cây hồ tiêu. Kính thưa bà con, thì tôi đang đứng trên cái vườn hồ tiêu của Viện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên. Đây là một cái vườn mà được xây dựng và trồng và chăm sóc theo quy trình 370 của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đã ban hành. Để cây hồ tiêu sinh trưởng phát triển tốt như cái vườn này thì cần nhiều yếu tố như sau. Ví dụ chúng ta phải quản lý cỏ dại trong gốc. Và thứ hai nữa, ở bên ngoài là chúng ta để cỏ dại lên cao khoảng 20 đến 25 phân, chúng ta dùng máy chúng ta cắt để tạo ra cái sinh khối, tạo ra nguồn phân hữu cơ cho vườn, thúc đẩy cho quá trình vi sinh vật có lợi, các loại giun dế trên vườn nó sinh sôi phát triển để phục hồi và đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng trong giai đoạn cây đang nuôi trái. Thì phân bón lá là yếu tố rất quan trọng để giúp cho cây có sức đề kháng để chống chịu với những cái tác động bất lợi, ví dụ như nấm hoặc là các loại tuyến trùng cắn phá. Cho cây hồ tiêu sinh trưởng phát triển tốt và giảm tối đa được cái nấm Phytophthora tấn công vào bộ rễ cây hồ tiêu thì bà con nên lưu ý là chúng ta phải trồng nổi, hầu như rễ cây cao hơn so với nền mặt đất từ 5 đến 10 phân. Thì do đó là khi trời mưa thì nước nó không đọng vào bộ rễ, và thứ hai nữa là khi mưa xuống chỉ còn vài tiếng là nước nó sẽ rút và nó giúp cho cái rễ cây thông thoáng. Và đất chúng ta thấy đây là đất rất là khô ráo mặc dù đang trong mùa mưa của Tây Nguyên. Bà con nên cắt tỉa thông thoáng, ví dụ như tôi đây, tôi sẽ cắt cho bà con thấy. Thì đây là những cái dây lươn thì chúng ta tắt cắt đi, và những cái cành sát này thì chúng ta bấm vào những cái ngày nắng ráo để làm sao ạ, để không bị bụi nhiễm nấm. Mục đích chúng ta cắt thoáng như vậy để vào cái mùa mưa thì cái tần suất ánh sáng nó rất ít. Thế thì mình cắt thông thoáng trước vào giai đoạn trước mùa mưa để giúp cho bộ rễ khỏe và giúp cho cái thân tiêu này nó nhanh chóng khô khi mà trời mưa. Đấy. Và thứ hai nữa là gì ạ? Cắt thông thoáng để khi mà mưa, những cái giọt nước mưa nó bắn từ đất lên thì cái nấm Phytophthora nó vẫn ở trong đất, lúc nào nó cũng hiện diện thì nó không bị bắn lên các cái lá. Tại cái vườn này thì viện chúng tôi chọn cây keo đậu Cuba để trồng trụ sống cho cây hồ tiêu. Ngoài chức năng giúp cho cây leo, tiêu leo lên, thì các cái lá cây và của cây keo đậu hoặc là cây mùng đen nó có hàm lượng đạm và khối lượng phân xanh nó ra quanh trong cái năm nó lớn. Thứ hai nữa là cái cây hòa đậu thì nó có khả năng giúp cho các cái vi khuẩn cộng sinh, đặc biệt là vi khuẩn cố định đạm, thì nó giúp cho quá trình tích lũy đạm từ không khí, nitơ không khí để bổ sung cho cây hồ tiêu, để giúp cho cây nó có cái nguồn nitơ để cho cây hồ tiêu phát triển tốt nhất. Sử dụng chế phẩm sinh học thuốc bảo vệ thực vật an toàn, phòng bệnh bằng chế phẩm sinh học chứa nấm đối kháng Trichoderma, phòng chống tuyến trùng bằng các sản phẩm thảo mộc từ tuyến trùng chứa hoạt chất Safonin, phòng chống dẹp sáp gốc bằng các chế phẩm nấm ký sinh côn trùng, Metahizium, vi khuẩn Bacillus. Các chế phẩm sinh học trên bón kết hợp với các đợt phân bón cho cây, rắc chế phẩm trong vùng rễ tiêu rồi phủ lớp đất lên, tưới đủ ẩm. Sử dụng các thuốc bảo vệ thực vật an toàn, thời gian cách ly ngắn như hoạt chất phosphorus acid để phòng chống bệnh và tăng sức đề kháng cho cây tiêu, liều lượng và cách sử dụng theo khuyến cáo của nhà sản xuất. Xử lý vườn tiêu bị bệnh. Đối với các vườn tiêu bị bệnh cần áp dụng tổng hợp các biện pháp phòng bệnh nêu trên và bổ sung một số biện pháp sau. Áp dụng cho vườn tiêu: bón phân làm nhiều lần trong năm, tập trung từ đầu mùa mưa tháng 5 đến khi chắc quả tháng 9. Sử dụng các loại phân hòa tan để tưới vào đất vùng rễ hồ tiêu, tăng cường sử dụng phân chung vi lượng,
Thì đối với vườn hồ tiêu bị nấm Phytophthora gây chết hàng loạt thì bà con cần xử lý ngay. Thứ nhất là dùng vôi, chúng ta rải khử trùng toàn bộ vườn, sau đó chúng ta tiêu hủy toàn bộ các gốc, các dây tiêu đã chết theo trên cọc. Và chúng ta cần thiết là chúng ta mua thuốc hóa học, chúng ta xịt khử trùng toàn bộ các cái trụ tiêu mà tiêu nó leo và nó chết, bởi vì nấm cái tốp có thể nó đang còn bám trên các trụ đó. Tiếp theo nữa là chúng ta cần phải cải tạo đất bằng vôi, thậm chí bằng thuốc hóa học trước khi trồng, để mục đích chúng ta giảm được cái nấm Phytophthora trong đất. Tuy nhiên, để giảm được cái rủi ro cho cây hồ tiêu thì Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp chúng tôi đã nghiên cứu, thì trồng sen hồ tiêu trên vườn cà phê với mật độ là 6x9, có nghĩa là 1 hectare chúng ta chỉ cần trồng khoảng cỡ 300 cây hồ tiêu, trong đó có khoảng cỡ 700 cây cà. Bởi vì cà nó sẽ hỗ trợ qua lại cho cây hồ tiêu và giúp cho cây hồ tiêu ít bị bệnh, và chúng ta giảm được cái rủi ro khi tiêu chết hàng loạt. Còn đối với những cái vườn bị bệnh chết chậm hoặc là đang bị hiện tượng chết chậm thì bà con chúng ta cần chú ý sử dụng các chế phẩm sinh học đối kháng. Ví dụ chúng ta dùng nấm ký sinh côn trùng để nó tấn công tuyết trùng. Rồi chúng ta có thể dùng Trichoderma đối kháng để chúng ta phòng trừ các loại bệnh gây hại cho cây hồ tiêu. Đấy. Rồi chúng ta sử dụng thêm các sản phẩm phân bón lá để kích thích cho cây lấy được cái nguồn dinh dưỡng phù hợp và đủ giúp cho cây tăng đề kháng. Bên cạnh đó, chúng ta cần bón cân đối cái lượng dinh dưỡng dưới gốc NPK trung vi lượng đấy, để giúp cho bộ rễ khỏe, cây khỏe và năng suất chất lượng tốt. Xử lý trụ tiêu bị bệnh. Trụ tiêu bị bệnh chết nhanh, trụ tiêu bị bệnh nhẹ và các trụ tiêu liền kề trụ tiêu bị bệnh xử lý bằng các loại thuốc có hoạt chất Phosetin Aluminium, Azoxystrobin, Difenoconazole, Dimethomo, Phosphorus Acid, liều lượng và cách sử dụng theo khuyến cáo ghi trên bao bì. Trụ tiêu bị bệnh nặng và cây tiêu đã chết, thu gom tiêu hủy cây bệnh và vệ sinh đồng ruộng, xử lý hỗ trồng bằng các chế phẩm sinh học trước khi trồng lại. Để xử lý cái cây mà đã bị chết do Phytophthora thì chúng ta cần trước tiên là chúng ta phải dùng vôi, chúng ta bón xử lý hết hố, sau đó đào bỏ và xử lý ngay tại hố. Chúng ta có thể gom tháo hết các sợi dây này xuống, chúng ta đốt bỏ tại hố và sau đó chúng ta rắc vôi để khử trùng cái hố, ngăn chặn sự phát triển của nấm để lây qua các cái trụ khác. Trụ tiêu bị chết chậm. Trụ tiêu bị bệnh nhẹ biểu hiện lá vàng xoăn nhẹ, rụng lá nhưng chưa rụng đốt, rễ có nốt sưng nhưng rễ tơ còn nhiều, năng suất giảm không đáng kể. Trụ tiêu bị bệnh trung bình biểu hiện lá vàng xoăn nhẹ, rụng lá và đốt nhưng dưới 50% so với cây bình thường trong vườn, rễ có nhiều nốt sưng, rễ tơ ít nhưng trục rễ chính vẫn còn sống, năng suất giảm nhưng chưa nghiêm trọng. Thì kính thưa bà con, thì bên cạnh tôi là cái cây tiêu đang bị bệnh chết chậm ở cấp độ 2, tức là ở ngưỡng đang nhẹ, và chúng ta có thể phục hồi được bằng các biện pháp sau. Thứ nhất là bà con cần bón một số loại phân có chức năng kích thích da rễ, ví dụ như siêu da rễ B1 hoặc là siêu lân, để kích thích cho bộ rễ cây hồ tiêu phát triển tốt. Bên cạnh đó thì bà con phải sử dụng các loại phân hòa tan như phân bón lá để chúng ta xịt lên toàn bộ cái bộ lá trong giai đoạn cây còn phục hồi rễ, giúp cho cây lấy được dinh dưỡng nhanh thông qua lá để nuôi các bộ phận trên cây, nuôi lá, nuôi thân, nuôi cành, tránh hiện tượng thiếu dinh dưỡng mà cây bị suy kiệt. Thì khi phun phân bón lá, bà con cần chú ý là chúng ta tập trung phun dưới mặt lá, bởi vì toàn bộ lượng khí khổng là nó tập trung dưới mặt lá từ 70% trở lên. Đấy.
Ngoài ra nữa thì bởi vì trong đất tuyến trùng đang ở mật độ cao thì bà con chúng ta cần phải dùng các loại chế phẩm sinh học, ví dụ như nấm Trichoderma ký sinh, côn trùng, hoặc là dùng các loại thuốc thảo mộc, ví dụ như gâm giấm gỗ, hay là chúng ta có thể chặt cây hoa giả quỳ, chúng ta ngâm 10 đến 15 ngày để cho nó thối rửa ra, nó tạo thành dung dịch thuốc sinh học và chúng ta tưới. Nếu như trường hợp bà con muốn khắc phục nhanh gọn thì chúng ta cũng có thể sử dụng một số loại thuốc hóa học được phép sử dụng, ví dụ như là phân thuốc Tecvigo, Sovigo, hoặc là những cái loại thuốc có chức năng trị tuyến trùng và có chức năng kích thích bộ rễ để phục hồi sớm nhất cho cây hồ tiêu. Trụ tiêu bị bệnh nặng, lá bị rụng trên 50% so với cây bình thường trong vườn, đốt rụng nhiều, bộ rễ bị hại nặng, không còn rễ tơ, rễ cái thối đen. Năng suất không đáng kể, 2 năm liền chỉ thu được dưới 1kg trên một trụ một năm. Biện pháp xử lý, thu gom tiêu hủy cây bị bệnh hoặc cây chết. Vệ sinh đồng ruộng, xử lý hỗ trồng bằng chế phẩm sinh học tối thiểu 30 ngày trước khi trồng lại. Tôi đang đứng cái cây bên cạnh cái cây hồ tiêu bị bệnh chết chậm và rất là nặng rồi. Thì bà con chúng ta thấy là đối với lá hầu như rụng hết và một số hầu như các cái đốt cành đã tháo khớp. Thì còn lại số lượng cành ở trên rất là thấp. Thì đối với cái cây này mà để bà con phục hồi lại bộ rễ và bộ tán thì rất là mất thời gian. Thì bà con có thể là chúng ta xử lý đào bỏ và xử lý ngay cái gốc và đất. Sau đó chúng ta cho nghỉ ngơi và chúng ta có thể là trồng một số loại cây cúc quỳ hoặc là một số loại cây họ đậu giúp cho cái vùng đất của cái trụ của chúng ta nó được sạch bệnh.